gần 5 tháng rồi nha mọi người. Mình mình nuôi cái đàn cá của rô đồng của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ thay nước và xem thử coi nó còn được bao nhiêu nha mọi người. Thì trong tháng mấy hai tháng nay mình cũng bận công việc quá nên cũng không có chăm sóc nó nhiều mấy nha mọi người. Chỉ sáng cho ăn, chiều cho ăn thôi. Còn không có xem nó như thế nào. Thì lục bình với bèo nó ra ngạt bét luôn nên cũng không có thấy được cá nhiều nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ thay nước và bắt lên xem thử coi được bao nhiêu nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hốt cái bèo lên nha. Rồi, đây mình đang xả nước nha mọi người. Đang xả nước cho nó cạn để mình bắt nó lên nha. Bây giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ hốt bèo lên nha mọi người. Đây được một con rắn mọi người. Đây là con rắn bông súng nha. Đây thì nãy giờ mình cũng đã hốt bèo ra gần xong rồi nha mọi người. Đây cái lỗ thoát nước của mình nó nhỏ quá nên nó ra chậm nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cá cho mọi người xem nha. Để cho nước nó chảy từ từ đi. Khá nhiều nước sình là nhiều. Đây cá bự nè mọi người. Oh. Lóc bông nha. Oh. Chắc còn được hai con lóc bông ạ. Ý ý nó phóng lóc bông. Lóc bông. Mình lấy chân quay mình mà bắt cá nha mọi người. Đèn hôi luôn, quá đã luôn à. Con này lặn rử hay lặn ha, lặn rử á. Nè, đó, cá lóc bông nó nằm nè, đó. Được hai con lóc bông, chắc còn được hai con lóc bông ạ.
Đó, lúc trước clip trước mình quay là nó bằng ngón chân cái nha mọi người, thì cách đây khoảng 3 4 tháng gì nó bự cỡ đó rồi đó. Bự hơn con cá lóc bông luôn nha mọi người. Wow. Quá trớn, màu lớn ghê luôn á. Này lóc bông nè, coi được nhiêu cá bự nha mọi người. Thêm mấy con cá thác lát nữa nha mọi người, nhưng mà chắc nó chết rồi, mình không thấy nữa. Còn đây nha mọi người, đây là con cá tra mà mình thả, mình đón khoảng là chắc khoảng gần 1 năm tuổi rồi nha mọi người, mà nhưng mà nó không lớn. Cá tra nó lớn mà nó quá chậm luôn. Đây giờ là còn được bốn con cá lóc bông nha mọi người. Mình sẽ lấy cái lưới này nha mọi người, mình vớt cho nó lẻ. Mình sẽ bắt mớ cái rô nha mọi người, con nào bự thì mình ăn thịt, còn con nhỏ thì thả nuôi lại nha.
lông nha mọi người. Còn cá lóc đồng thì mình bây giờ mình sẽ bắt và ăn nha, nấu canh ăn. Cá rô kho rồi mấy con bự thôi. Anh em mình sẽ thả lại hết nuôi đặng hết sẽ bắt lên nha. Rồi mình chỉ bắt lên nhiêu đây để ăn thôi nha mọi người. Thì mình sẽ chạy nước lại nha. Mình sẽ thả mấy lóc bông xuống nuôi lại, nuôi tiếp. Để mình căng thử con lóc đồng của mình được nhiêu lạng nha mọi người. Con này chắc cũng được 4 lạng à, 3-4 lạng gì á. Ồ, 3 lần rử mọi người. Đó, cũng được 3 lần rử á. Con này chắc được lạng, lạng rử à. Đúng rồi, lạng rử. Rồi, mình chỉ ăn như đó thôi nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Bye.